Hello anh em. Um, dạo này ấy, thỉnh thoảng có mấy thanh niên lên uh, stream của mình xong rồi gọi mình bằng chú anh em ạ. Làm tôi cảm thấy rất là buồn, trong lòng thấy là có thể mình đã quá già cho để chơi game rồi anh em ạ. Nên uh, đợt này ấy, thì ở kingdom mình thì có cái sự kiện uh, thống đốc hùng mạnh nhất thì ai thích đuôi đua. Thì ở cái giai đoạn 2 ấy, thì uh, mình uh, đánh uh, man dợ anh em Thì mình cảm thấy là uh, có lên uh, thử đủ xem là còn còn đủ đủ sức không đủ cái tuổi thanh xuân để đủ uh, man rộng anh em ạ thì đây anh em nhé đây là hệ thống nào. à đây thưởng thống đốc hùng mạnh nhất anh em ạ giai đoạn 2 đánh bại quân man dợ sự kiện anh em ạ bye bye 44 triệu 500 nghìn này gần 45 triệu anh em nhé nghĩa là thắng thằng thứ hai hơn tới 14 triệu điểm đấy anh em ạ đây là tôi lại còn đây tôi còn phải nấu cơm cho vợ này đưa vợ đi làm này đi làm này, rồi live livestream hai ba tiếng trận một ngày một anh em ạ không có đủ thời gian để đánh man dợ luôn luôn mà vẫn sung sức anh em ạ cảm thấy sau khi mà mình đủ được 45 triệu cảm thấy mình trẻ ra anh em ạ anh em thấy thế nào chưa 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 anh em thấy sao tôi vẫn còn vẫn còn sung sức đúng không mẹ vẫn trẻ hay lây mà các ông lại lên gọi tôi là chú mẹ chết rồi chết rồi chết rồi nhìn điểm đi, đi nhá mẹ cho mấy thanh niên ở hai sáu bốn hít bụi này mẹ mấy thanh niên hai sáu bốn làm sao mà đủ lực mà đuổi mẹ man dợ bằng tôi được <laughs> mấy cả giai đoạn này đoạn này có thua có đua anh em nào mà thanh niên nào ở hai sáu bốn mà muốn đua bảng danh dự ấy thì tôi cũng tuyên bố trước là Đừng có cố gắng làm gì cả Ok Mẹ bay bay đã đua rồi thì bay bay chỉ có thắng thôi anh em nhé Đây mẹ cho xem hàng đi ok Đồ hàng đâu à Chắc còn lại độ tầm Bảy tám trăm nghìn điểm hành động đấy anh em ạ Mẹ bay bay đợi mấy bữa nữa đuổi đủ thêm uh, tí điểm đấy anh em ạ Thì đợt này uh, thấp đúc hùng, hùng mạnh nhất đúng không Thì uh, giai đoạn 6 đúng không Giai đoạn 6 là Giai đoạn 6 là có thể là tất cả đúng không? Thì giai đoạn 6 đùn thêm man dợ tí nữa chắc kiếm tầm độ mẹ, 40 50 triệu điểm nữa anh em ạ. Vừa được mẹ, thống đốc hùng mạnh nhất mà vừa được bảng danh dự. À, hôm nay hôm qua đủn thì được uh, hôm qua đủn thì vừa được uh, điểm thống đốc hùng mạnh nhất này vừa được điểm uh, dự trữ chiến lược anh em ạ nghĩa là được mấy em một lúc này anh em ạ lại vừa được điểm uh, danh dự ấy chứ nghĩa là một hòn đá trúng ba con chim <laughs> uh... Thì đây cũng gọi là cảnh báo trước mấy thanh niên nào ở 264 mà muốn đua danh dự với tôi nhá Suy nghĩ lại lần hai đi nhá Mẹ tôi vẫn còn trẻ vẫn còn sung sức lắm ok Cấm chỉ mẹ lên live stream gọi chú ok Gọi anh ok